Xin chào anh em, chào mình em đã quay trở lại với em Tùng Audio Hải Dương. Hôm nay bên em tiếp tục về thêm mẫu sản phẩm quản lý nguồn DBX SVM039 đây các bác nhá. Một trong sự lựa chọn hoàn hảo cho anh em tiêu dùng đó là bảo vệ dàn máy âm thanh gia đình, một thiết bị bảo vệ quen thuộc, chắc hẳn anh em không nên bỏ qua. Và cũng khoảng thời gian em không làm về dòng DBX SVM039 rồi, hôm nay bắt đầu về thêm lô hàng, mới dám mạnh dạn lên sóng video trên kênh YouTube Tùng Audio để phụ em khách hàng với phiên bản quản lý nguồn DBX SVM039, một trong những mẫu sản phẩm hàng cực kỳ hiếm các bạn. Về đâu là cháy hàng đến đấy. Và giá thì bên cả anh em đang xả với mức giá chỉ có 1.150.000 đồng. Nếu các anh em là tín đồ của quản lý nguồn DBX, hãy đến với cửa hàng em Tùng Audio đặt hàng SV139 phiên bản quản lý nguồn cao cấp, chất lượng, có lọc nguồn nhá. Và đương nhiên rồi, với phiên bản quản lý nguồn như thế này thì chúng ta sẽ bảo vệ được dàn máy âm thanh, bảo vệ thiết bị âm thanh, đồ điện dân dụng cho gia đình, và chắc chắn chúng ta không nên bỏ qua. Và ngay bây giờ thì cùng anh em tìm hiểu xem phiên bản quản lý nguồn DBX SV039 có công dụng và cách thức hoạt động như thế nào cho những người anh em mới đăng ký kênh, những anh em đang tham khảo thêm những mẫu quản lý nguồn thị trường. Với phiên bản DBX SV039 là phiên bản phay nhôm màu đen, dễ phối đồ và chống hoen gỉ cực kỳ cao. Các bác sẽ được nhìn thấy về thiết kế giao diện rất là đẹp mắt đến từ phiên bản mới nhất của DBX này. SV139 có 8 ổ cắm phía mặt sau với lõi đồng 100%, chắc chắn là như vậy rồi. Chống mo ve chập chờn cực kỳ tốt và thêm một ổ cắm phía mặt trước. Như vậy chúng ta sẽ có tất cả là 9 ổ cắm để cắm thiết bị âm thanh và đồ điện dân dụng. Át chịu cháy C63. Khi phát hiện ra lỗi cháy chập đổ nguồn áp quá tải bị sét đánh thì át này sẽ tự động ngắt cầu giao, tức là tất cả nguồn điện cấp vào ngưng ngay, không cho trạng thái hoạt động nữa. Rất là an toàn, vô cùng đảm bảo trong trường hợp là nguồn điện là tải rất lớn, nó nhảy sang bị khác, nó sẽ làm ảnh hưởng cháy chập lỗ đến các thiết bị khác. Nên là khi đã có quản lý nguồn thì rất là an toàn, rất là thông minh khi nó tự ngắt nguồn điện. Đấy. Và nếu như anh em sử dụng các quản lý nguồn thì sao? Các bác biết rằng để cái nguồn điện áp cháy hay là các thiết bị cháy trong thiết bị âm thanh gia đình khi chúng ta sử dụng ấy, cháy đẩy, cháy âm ly thôi, cái nguồn điện tải rất là lớn, có thể là cháy lây lan sang bị khác, cháy âm ly rồi cháy cục đẩy đến vang rồi các thứ, các tính năng ở trên những mẫu thiết bị đó thì không có chế độ bảo vệ rồi. Nên là chúng ta cần phải có thiết bị bảo vệ để tránh trường hợp là nguồn áp nhảy sang thiết bị đó để làm cháy thiết bị âm thanh của anh em. Thế khi mà chúng ta có thêm quạt áp chống cháy C63 thì rất là an toàn, vô cùng đảm bảo. Trên mặt màn hình của DBX SV039 có thêm nguồn áp hiển thị và các ký hiệu tính năng từ 1 đến 8. Từ mấy 8 ổ cắm mặt sau thì nó sẽ hiển thị trên mặt trước luôn nhá. Các tính năng muốn bật muốn tắt chúng ta chỉ cần thao tác trên thân máy thôi, không có gì khó khăn cả. Muốn bật hay muốn tắt nhấn start cho em. Kích hoạt chế độ tự động tắt từ 8 về 1 hoặc là bật từ 1 lên 8 để các bác nhìn thấy. Các cái đèn nó chuyển màu tối dần rồi, đã ngưng trả lại cấp điện đấy. Anh em muốn bật lại nhấn start một lần nữa thì các ký hiệu nó sẽ hiện ở trên mặt màn hình, cũng đồng thời các cái đèn màu xanh nó lại hiện ra đấy, tức là đã có trạng thái hoạt động. Anh em chỉ cần cắm cho em các cái đường tín hiệu đầu vào trước. Cũng có nhiều bác nhận hàng về hỏi em Tùng về cách cắm như thế nào cho đúng, thì đây em xin nhắc lại một lần nữa, anh em cắm cho em các thiết bị âm thanh đầu vào trước, mic vang lưng tiếng lọc xì 1 2 3 4. Anh em có cái thiết bị nào em đang đọc tên, các anh em cắm cho em những cổng đầu tiên, cuối cùng âm đi công suất cục đẩy các bác cắm cho em 6 7 8, thì khi các anh em muốn bật muốn tắt chúng ta chỉ cần thao tác một nút duy nhất thôi, đó là start. Đấy, bật tắt theo chế độ tự động rất đơn giản, không cần phải bật tắt từng thiết bị ở trên thân máy nữa. Đấy, nhiều bác để thủ đồ có thiết bị mà có công tắc nguồn mặt sau chúng ta bật tắt rất là bất cập, nên là khi đã có quản lý nguồn về rồi thì nó sẽ dễ dàng hơn trong việc chúng ta muốn bật tắt dàn máy âm thanh một cách chuyên nghiệp và hiệu quả. Đi làm sự kiện chắc chắn chúng ta sẽ bắt thủ đồ. Đấy, và rất nhiều anh em sử dụng quản lý nguồn đến từ DBX bởi vì sao ạ? Nó tải cao, nó an toàn, nó dễ sử dụng, và đến 10 bác thì đến 7-8 bác sử dụng của DBX rồi, một trong thương hiệu hàng đầu về quản lý nguồn. Và đi sự kiện thì chắc chắn chúng ta sẽ bắt gặp rất nhiều anh em sử dụng quản lý nguồn đến từ DBX với những model khác nhau. Và DBX SV139 đang là một cái model cao cấp nhất ở thời điểm hiện tại nhá. Đấy, với các tính năng bật tắt tự động rồi lại bật tắt từng cổng nữa. Bác muốn bật cổng nào tắt cổng nào hãy thao tác trên thân máy cho em thôi. Các phím CS1 đến CS8 đều có thể bật tắt theo chế độ từng cổng này. Anh em muốn bật cổng nào tắt cổng nào cứ thao tác trên thân máy, rất đơn giản dễ dàng. Đây là dây jack cắm nguồn đến từ DBX SV139, các bác nhìn thấy. Sợi dây jack cực kỳ to luôn các nhá, đảm bảo độ tải lớn lên tới 250V. Và đây, cái ngón tay cái của em gần bằng, dường như là cái dây jack này gần bằng cái ngón tay cái của em với cái độ phân giải của tay dây rất là to đấy. Và ngoài ra thì em mang đến cho anh em bộ nội thất cực kỳ xịn sò đến từ DBX SV139, thì các anh em đã hiểu tại sao đây là một trong phiên bản mà em Tùng về hàng đến đâu là cháy hàng đấy chưa ạ? Là một trong phiên bản quản lý nguồn đời cao, có lọc nguồn nhé, lọc nguồn, lọc nhiễu, lọc tín hiệu, lọc nguồn sạch cực kỳ tốt các bạn. Tất cả ổ cắm đều có lọc nguồn đấy, để nó lọc cái nguồn điện đi qua, và nó sẽ lọc cho cái nguồn điện sạch nhất, tốt nhất và đảm bảo nhất cho anh em khi chúng ta sử dụng phòng trà, gia đình, sự kiện, sân khấu mini. Đấy, và đây là toàn bộ thiết kế phía mặt sau và cũng như là phần bên trong nội thất cho anh em kiểm tra.
đấy, với nguồn biến áp này, áp chờ cháy này, tụ chip này, thêm của lọc nguồn cực kỳ chất lượng xịn sò, giá chỉ có 1.150.000 đồng đấy, mức giá quá hời cho anh em khách hàng mua để bảo vệ dàn máy âm thanh gia đình. Nếu như các anh em đang sử dụng dàn máy âm thanh gia đình nhiều thiết bị, chúng ta lo lắng về nguồn áp nó không được ổn định cho lắm, dễ gặp những hiện tượng là cháy sụp đổ, chúng ta hãy phòng bệnh hay chữa bệnh, mua một con quản lý nguồn về vừa để bảo vệ an toàn và vừa để sử dụng bật tắt dàn máy âm thanh chuyên nghiệp và hiệu quả hơn. Và em Tùng xin nhắc lại một lần nữa, giá thì bên cửa hàng em hôm nay về được thêm lô hàng mới với giá chỉ có 1.150.000 đồng thôi, bao ship toàn quốc cho anh em khách hàng, bảo hành 12 tháng, nhận hàng các anh em được quyền kiểm tra hàng, được test thử hàng, chính toán nhá. Nếu anh em đang có nhu cầu với phiên bản quản lý nguồn Dbx F139 cứ liên hệ trực tiếp bên em Tùng Audio Hải Dương theo số điện thoại 0979629336 để đặt hàng và hưởng ngay mức giá ưu đãi cực kỳ đặc biệt đến từ phiên bản quản lý nguồn cao cấp chất lượng Dbx F139. Xin chào anh em.